Có một câu hỏi này, Phật tử nhờ con là kính gửi tới cư sĩ Quảng Tuệ ngay bây giờ, thì con lại xin phép được hỏi tới cư sĩ Quảng Tuệ ạ. Nam mô A Di Đà Phật, con kính xin cư sĩ Quảng Tuệ cho con hỏi một câu như sau. Nhà con hiện đang thờ Phật, trước đây chưa biết đến pháp môn tịnh độ, con có thỉnh và thờ rất nhiều tượng như Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ con biết đến pháp môn tịnh độ, xung quanh phòng con treo rất nhiều ảnh Phật, A Di Đà, nhưng tranh thì tóc màu vàng, còn tượng thì tóc lại màu đen. Khi hành trì, chúng con chủ yếu ngắm A Di Đà Phật, nhưng con không biết như vậy có được không, có ảnh hưởng đến việc vãng sinh hay không. Khi con thờ nhiều tượng Phật, ảnh Phật A Di Đà và tượng A Di Đà Phật hai màu khác nhau như vậy, làm con cảm thấy áy náy, chưa biết làm thế nào cho đúng. Con kính xin cư sĩ từ bi chia sẻ hướng dẫn giúp con trong thời gian khoảng 10 phút để có cuối đời con có phước phần vãng sinh Tây phương Cực Lạc ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch chư tôn đức tăng ni từ bi chứng minh. Con kính thưa quý cư sĩ khách mời, con kính thưa toàn thể các cụ công các bà cùng toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay con run hơn hôm trước. Xin đại chúng cho con chào ngón tay ạ. Nếu như câu hỏi này được quý chư tôn đức chia sẻ thì rất là ý nghĩa và đại chúng lợi lạc rất nhiều. Được cư sĩ Phúc Trí, cư sĩ Diệu An chia sẻ thì con đảm bảo với các cụ là hay thôi rồi. Nhưng mà với sự học tập của con thì con cũng xin phép quý chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng cũng mạnh dạn chia sẻ theo cái cảm nhận của con. Thì trước khi con chia Dạ sẻ vật, con xin sám hối cư sĩ, xin cư sĩ cầm mic như thế này để cho cái bắt sóng nó tốt, nó không bị cản trở cái sóng mà là để cho Di đại Phật, chúng được nghe vâng, rõ. À, xin cư sĩ ạ. con À, chưa dạ vật. kinh nghiệm. A Di Đà Phật. Thì trước khi con chia sẻ câu hỏi này thì con xin đại chúng tùy hỷ cái người có câu hỏi này một tràng pháo tay thật lớn. Di Đà Phật. Vì một người có thờ Phật lại thích thờ những hình tượng Phật, cho dù thờ Phật nào cũng được, thì điều đó chứng tỏ rằng người này trong đời quá khứ đã có căn lành, nên đời này rất thích thờ tranh tượng Phật. Và đây là một điều rất là tốt đẹp. Và cái sự cung kính của Phật tử này thì con mong là giữ trọn tâm cung kính này đến ngày cuối đời thì rất lợi lạc cho cái sự vãng sinh. Vậy thì qua câu hỏi này có hai ý cần được trả lời. Thì ý đầu tiên mà Phật tử hỏi là trong gia đình thờ hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, thờ Quan Âm, thờ Địa Tạng. Thì bây giờ hiểu pháp môn tịnh độ rồi thì không biết làm thế nào cho đúng, thờ như vậy có được không và có ảnh hưởng sự vãng sinh không? Thì thứ nhất con xin trả lời cái ý đầu tiên là thầy Diệu Âm Tịnh Hải có hướng dẫn là chúng ta thờ được chứ không phải là không được. Nhưng thầy Diệu Âm Tịnh Hải nói là gì ạ? Là cái sự vãng sinh của chúng ta nó thực sự là yếu. Vì sao như vậy? Vì hay nói cách khác là sự vãng sinh của chúng ta nó rất là khó. Vậy tại sao chư tổ, chư Phật hay thầy Diệu Âm Tịnh Hải như cư sĩ Phúc Trí thường nhắc nhở tất cả chúng con và đại chúng là chúng ta nên là chuyên nhất một hình tướng? Thì hôm nay để các cụ và đại chúng biết rằng đối với hàng phàm phu hạ căn như chúng ta ấy, thì để mà được vãng sinh Tây phương Cực Lạc thì cái điều kiện ấy phải có Đức Phật A Di Đà hiện thân tiếp dẫn, đúng không ạ? Vậy khi chúng ta ngày lâm chung mà muốn vãng sinh thì nhất định phải có Đức Phật A Di Đà hiện thân tiếp dẫn chúng ta mới về được. Giống như năm xưa, hôm nay các cụ và đại chúng biết rằng chúng ta có bằng ngài Mục Kiền Liên không ạ? Ngài thần thông bậc nhất.
Nhưng mà khi Ngài muốn về Tây Phương cũng không về được. Vậy khi muốn về Tây Phương nhất định phải được Đức Phật hiện thân tiếp dẫn mới về được. Vậy thì nếu như hàng ngày mà chúng ta ngắm quá nhiều hình Phật, hình tượng Phật Bồ Tát khác nhau, thì sợ rằng với căn tính phàm phu chúng ta lúc lâm chung rất khó để chúng ta lựa chọn chính xác. Con hỏi các cụ và đại chúng ấy, là phàm phu chúng ta ấy, thường các cụ thường nói là con cháu, nhiều khi các cụ cao tuổi đúng không ạ? Con cháu đến thăm còn chẳng biết cháu tên là gì đúng không ạ? Còn chẳng nhận ra là cháu là đứa nào. Và đến lúc mà, đấy là lúc này ta còn sống, vậy đến lúc ngày ta bệnh khổ, ngày ta lâm chung nằm xuống, thì tổ nói là lúc đấy là chư căn tán loạn rồi. Lúc đấy thì chúng ta rất khó để mà lựa chọn được đâu là Phật A-di-đà và để chúng ta theo cho khỏi lạc đường. Vậy nên là chúng ta biết rằng trong phương pháp hộ niệm thì Thầy Diệu Âm Tịnh Hải cũng rất nhiều vấn đề tổ sư có dạy, chính là chúng ta phải thật chuyên nhất như vậy. Thì để sự mà ngày lâm chung chúng ta ấy, cái sự vãng sinh nó dễ dàng hơn. Chứ còn nếu mà hàng ngày mà ngắm nhiều quá thì không phải là các cụ không vãng sinh được, nhưng mà để vãng sinh được thì vô cùng khó. Nên Thầy có nói là sự vãng sinh của chúng ta nó rất là yếu, chính là như vậy. Và cái ý thứ hai mà Phật tử này nói là gì ạ? Là thờ các hình tượng Phật khác, bây giờ mà chuyển sang thờ Phật A Di Đà thì rất là áy náy. Thì kính thưa các cụ toàn thể đại chúng, thì nếu như chúng ta tu hành ấy mà tâm mà còn phiền não thì cái sự vãng sinh của chúng ta sẽ trở ngại. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, Ngài thì rất chú trọng nghe Pháp. Và Ngài, vì sao Ngài chú trọng cái việc nghe Pháp của chúng ta? Vì khi nghe Pháp thì chúng ta mới hiểu được, và chúng ta mới hiểu rõ được, chúng ta mới biết cái đường đi về Tây Phương nó rõ ràng minh bạch. Vậy thì trong tứ y Pháp có một cái y, chính là cái y trí bất ý thức. Nghĩa là hôm nay cho dù các cụ yêu thích tôn tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc yêu thích tôn tượng của Ngài Quán Thế Âm, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, thế nhưng mà đối với một pháp môn niệm Phật ấy, thì để mà được vãng sinh là phải Đức Phật A Di Đà hiện thân tiếp dẫn cơ. Vậy thì hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Bổn Sư chúng ta. Vậy hôm nay các cụ và đại chúng mà yêu thích Ngài quá, mà khi gặp Ngài thì Ngài còn mắng nhau ấy, đúng không ạ? Vì Ngài đã hướng dẫn chúng ta là phải theo Phật A Di Đà, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay nếu chúng ta yêu thích Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta mất phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì đây Phật Thích Ca cũng không đồng ý đâu. Dạ, A Di Đà Phật ạ, con xin sám hối cư sĩ. Cái ý thứ hai mà Phật tử muốn hỏi là áy náy bởi vì tóc và tượng, nghĩa là tượng và tranh khác nhau ạ, nên là áy náy không biết làm thế nào cho đúng pháp ạ, chứ không phải là chuyển từ đang thờ tượng Phật Bồ Tát khác mà chuyển sang Phật A Di Đà mà áy náy ạ. Con xin được đọc lại câu hỏi cho rõ là như vậy ạ. Vâng, vâng. A Di Đà Phật. Vâng ạ, thì như Thầy Diệu Âm Tịnh Hải có hướng dẫn là tổ sư cũng dạy là chúng ta nên chuyên nhất một hình tướng. Ví dụ là chúng ta thờ hình tướng màu tôn tượng màu vàng, tóc màu đen thì chúng ta cứ chuyên nhất một hình tướng như vậy. Và chúng ta thờ tôn tượng màu vàng, tóc màu vàng cũng chuyên nhất một hình tướng như vậy. Và Thầy Diệu Âm Tịnh Hải có hướng dẫn là khi mà lâm chung ấy là chúng ta chỉ theo hình tướng mà chúng ta thích như vậy thôi. Còn ví dụ chúng ta đang thờ tôn tượng màu vàng tóc đen mà Phật A Di Đà màu vàng dòng đến, ta cũng không theo. Vì trong tâm các chúng ta đã theo một hình tướng rồi. Thì đây chính là chúng ta lựa chọn cái đức bổn tôn của chúng ta, đây là do chúng ta, tâm chúng ta chọn. Thì ngày lâm chung thì Phật, cái hình tướng Phật đúng như vậy sẽ xuất hiện. Còn nếu như mà chúng ta thờ nhiều hình tướng quá ấy, thì cái sự mà không chuyên nhất của chúng ta sẽ nó ảnh hưởng đến cái ngày lâm chung của chúng ta, thì rất khó để chúng ta có thể lựa chọn chính xác mà chúng ta có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được. Thì đây chính là cái mà
Con mong cho Phật tử này cũng nghe theo lời Tổ, lời Phật, lời Thầy Diệu Âm Tịnh Hải hướng dẫn là chúng ta lên chuyên nhất thờ một hình tướng Phật A Di Đà thôi. Còn nếu mà đối với những hình tướng Phật ấy, thì thờ Phật A Di Đà thì cũng biểu tượng, tượng trưng cho ba đời mười phương chư Phật rồi. Nên mong Phật tử cũng yên tâm là không phải áy náy, không phải lo ngại gì cả. Vì trong hồng danh A Di Đà Phật cũng chính là đầy đủ, là Địa Tạng Bồ Tát cũng ở trong đấy rồi, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng ở trong đấy rồi, mà Quan Âm cũng ở trong đó, và ba đời mười phương Phật cũng ở trong đó hết. Nên Phật Phật thì đạo đồng, cho nên hôm nay chúng ta đang thờ tôn tượng màu vàng tóc đen mà chúng ta chuyển sang màu vàng chuyên nhất cũng không sao. Và chúng ta đang thờ Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta chuyển sang thờ A Di Đà Phật cũng không sao. Phật Phật đạo đồng, cho nên mong Phật tử cứ yên tâm. Chúng ta hoan hỷ buông xuống niệm Phật thì chúng ta sẽ có phước phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật ạ, cho con xin được thay Phật tử hỏi cư sĩ thêm một chút cho rõ là thế đối với khi mà chúng con đang thờ khác nhau như vậy thì phải làm như thế nào? Ví dụ như là muốn thay một hình tướng cho chuyên nhất thì những tranh kia, tượng kia phải làm như thế nào để đúng lý đúng pháp ạ? A Di Đà Phật. Thì kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, thì đối với các tranh tượng Phật khác thì như Thầy Diệu Âm Tịnh Hải có hướng dẫn là chúng ta cũng nên cung kính và có thể là cúng dường hoặc là tặng cho những Phật tử nào họ có duyên, họ thích, hoặc là cúng dường các chùa, tự viện để có thể cúng dường tặng cho các Phật tử khác thì rất là hợp lý ạ. A Di Đà Phật. Dạ con xin một tràng vỗ tay thật lớn để tri ân cảm niệm công đức của cư sĩ Quảng Tuệ ạ. Vâng, qua phần chia sẻ của cư sĩ thì con hiểu được rằng là phải thờ chuyên nhất một hình tượng và trong tâm của mình phải xác định một hình A Di Đà Phật mình thích nhất, xác định đó là bổn tôn, và đã xác định hình đó là bổn tôn rồi thì thờ cũng hình đó, ngắm cũng hình đó, và khi lâm chung thì đúng Đức Phật A Di Đà mà mình chọn ở trong tâm hiện ra đúng như vậy thì mình mới được đi theo, chứ không được theo bất kỳ một hình nào khác thì sẽ bị lạc đường. Vâng, con xin tri ân cảm niệm công đức của cư sĩ.